các bạn lại đắp cái hoa leo ở cái vòm với mình nhé các bạn nhé. Đây, hoa văn của nó là như này các bạn này. Mời các bạn tiếp tục xem video.
sau này đi tác nghiệp trong các công trình. Đấy, những cái hoa leo này thiết kế cho những cái cửa vòm các bạn ạ. Cửa vòm. Đây là cái hậu cung của cái phòng thờ các bạn nhé. Bác cầm một cái ấy đi, cầm một cái hòm đồ đi, dầu vào đấy nhá bác nhá, vào cái công trình đấy nhá. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.